Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu về trang phục dành cho bộ môn thể thao chạy bộ. Trong mục tư vấn và chỉ dẫn, quý vị sẽ được giải đáp một số vấn đề như tại sao lại cần có trang phục riêng khi tham gia môn chạy, trang phục khi chạy bộ gồm những gì. Đồng thời, sẽ có những chỉ dẫn để quý vị có thể lựa chọn được trang phục phù hợp khi tham gia môn thể thao chạy bộ. Mục câu chuyện thể thao là phóng sự về vận động viên Nguyễn Văn Nam, một vận động viên bán chuyên nghiệp đã thành công chinh phục nhiều đường đua khi đang ở độ tuổi U60. Cuối chương trình là câu chuyện về câu lạc bộ chạy runner của Hưng Yên với chương trình thiện nguyện gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo mang tên Bước chạy mùa xuân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chạy bộ là một môn thể thao bình dân và tiện lợi. Quý vị có thể chạy ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Quần áo chạy bộ không cần quá khắt khe, đôi khi chỉ là một chiếc quần sóc, một áo phông là đủ, hoặc thậm chí bạn chỉ cần trang phục tối thiểu. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn tập chạy bộ đúng cách, một cách nghiêm túc, quý vị nên chọn cho mình những bộ trang phục chạy bộ chuyên dụng. Khi mặc những bộ đồ chuyên dụng để tập luyện môn chạy bộ, sẽ có một số ưu điểm sau. Chạy nhanh hơn. Đồ chạy bộ chuyên dụng được thiết kế theo những nguyên lý khí động học phức tạp, giúp hạn chế sức cản của gió và không khí. Bạn sẽ chạy nhanh hơn một chút, dù có thể bạn không cảm nhận thấy điều đó. Thoát mồ hôi. Những chiếc áo chạy bộ chuyên dụng được thiết kế từ polyester, vật liệu thoáng khí và cho phép thoát ẩm rất tốt. Nhiều chiếc áo còn được thiết kế dạng mắt lưới, khiến cho việc chạy bộ đường dài trở nên dễ dàng hơn. Chống chảy xước. Không chỉ được thiết kế bằng vật liệu nhẹ, thoáng khí, các đồ chạy bộ chuyên dụng còn có đường may rất khéo. Những điểm nối chỉ được may sao cho tránh tối đa sự tiếp xúc với cơ thể. Một chiếc quần chạy bộ chuyên dụng có lớp lót bên trong bằng vật liệu mềm và mát, giúp bạn tránh được sự khó chịu khi tập luyện kéo dài. Vai trò của đồ bó sát. Một số quần hoặc áo chạy bộ là dạng bó sát. Đồ bó sát ôm chặt các nhóm cơ, giúp máu lưu chuyển dễ dàng hơn và giảm nguy cơ chấn thương khi tập luyện thể thao. Phản quang. Những đồ chạy bộ chuyên dụng, mặt trước và mặt sau luôn có những mảnh phản quang nhỏ, có thể ở logo của nhà sản xuất hay một đường kẻ dọc thân áo. Khi bạn chạy đêm, những mảnh phản quang này sẽ giúp các phương tiện giao thông trên đường nhận ra bạn từ xa và tránh nguy cơ bị tai nạn giao thông. Trang phục thể thao chuyên dụng rất hữu ích trong người tập luyện chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp. Để giúp quý vị có thể lựa chọn được trang phục phù hợp cho môn chạy bộ, chúng tôi mời quý vị và các bạn tham khảo những tư vấn từ tư vấn viên của hãng thời trang thể thao X-Step Việt Nam. Xin chào ạ, chào chú. Tại thì thương hiệu X-Step có rất là nhiều những cái dòng liên quan đến chạy bộ. Thì trong đấy cái chất liệu mà nổi bật nhất của dòng chạy bộ đấy là chất polyester nhẹ thoáng mát, giúp cho cái mồ hôi khi mà vận động viên chạy không bị thấm ngược vào trong cơ thể mà sẽ làm cho nó thoát hơi ra nhanh hơn mà không bị nặng khi mà vận động viên chạy. Về màu sắc của bên thì có những cái màu rất là nổi bật phù hợp với cả cái đường chạy của vận động viên. Về thường là những cái môn chạy bộ vận động viên thường tập luyện vào những cái buổi sáng sớm, khi đấy thì cái trời buổi trời rất là tối, thì những cái đường cắt và những cái logo ở trên sản phẩm thường cải và thiết kế bằng cái chất liệu dạ quang để cho có thể người đi đường, những người ta nhận biết được có người đang chạy bộ. Về giá thành của sản phẩm X-Step đối với một bộ đồ chạy ấy, thì nó rơi vào tầm từ 700 đến 900 một chiếc quần và từ 800 đến 1 triệu mốt một chiếc áo. X-Step
thì có rất là nhiều những dòng sản phẩm về giày chạy, từ chạy thông thường, chạy đường bộ ngày hàng ngày đến những dòng chạy cao cấp dành cho vận động viên. Thì đối với một đôi giày chạy thông thường hàng ngày thì có giá dao động thì từ 1,5 triệu đến 1,8 triệu. Đối với những dòng cao cấp chạy cho vận động viên thì có giá dao động là từ 2,4 triệu đến 2,6 triệu. Với những cái sản phẩm như các bạn nhìn thấy ở đây thì đáp ứng đầy đủ những cái công nghệ như là đế Dynamic. Nó làm cho cái độ đàn hồi, cái độ nảy và cái độ êm ấy. Khi mà chạy thì vận động viên sẽ không bị tốn sức nhiều. Có những cái sản phẩm là dòng giày dành cho những người chạy bộ hàng ngày, hoặc là mới tập chạy, hoặc có thể là mình yêu bộ môn chạy bộ nhưng mà mình thích thời trang, thì nó cải tiến hơn về những cái màu sắc để cho phù hợp với những trang phục hàng ngày, tức là những cái màu sắc nó không quá nổi bật. Cái người mà người ta đam mê chạy rồi, ngày nào cũng chạy, thì nên chọn những cái sản phẩm mà có cái đế và có những cái công nghệ cao hơn. Chủ đạo của chạy bộ đấy là dòng 160X. Hiện tại thì 160X của X-Step ra đến dòng 3.0. Công nghệ Dynamic làm cho nhẹ và có độ đàn hồi cao. Thì cái đế carbon trải dài làm cho độ bẩy của đôi giày tăng gấp đôi lần so với những sản phẩm của mùa trước. Với màu sắc thì phối rất là nổi bật, phù hợp với những cái đường chạy và phù hợp với vận động viên chạy chuyên nghiệp. Những cái phụ kiện mà dành cho môn chạy bộ thì thường có những cái mũ lưỡi chai. Đối với sản phẩm mũ chạy thì thường là mũ nửa đầu, làm cho cái phần trên đầu của mình rất là thoáng. Và ở bên trong chỗ vầng trán này thì mình có thiết kế một cái chất liệu để thấm hút mồ hôi rất là tốt, để ngăn cho mồ hôi chảy xuống mặt ạ. Mũ chai lửa đầu như thế này giá thành thì rơi vào tầm từ 399 đến 599 một chiếc, để cho vận động viên có thể đội tiện. Cái vùng trên đầu nó rất là thoáng mát. Còn sau đấy là những tất thể thao thì có những tất dành cho môn chạy bộ thì rất là thoáng, chống khử mùi rất là tốt ạ. Tiếp đó là đến túi ạ. Túi thường là những cái túi bí, túi bao tử như này dành cho mình có thể để những cái dụng cụ rất là nhỏ nhẹ được vào đây, giúp khi mà mình chạy ấy, thì sẽ không bị nặng, không ảnh hưởng gì đến tốc độ của chạy. Túi dành cho bộ môn chạy bộ thì thường rơi vào tầm 600 đến 700 một chiếc. Hơn 50 tuổi, ông Nguyễn Văn Nam, huyện Văn Lâm mới tìm đến môn thể thao chạy bộ. Thế nhưng chỉ chưa đầy 2 năm, ông Nam từ một người tập luyện nghiệp dư đã trở thành một vận động viên bán chuyên nghiệp, chinh phục nhiều cung đường và giành gần 20 huy chương, kỷ niệm chương trong các giải chạy. Tạm ngừng các hoạt động tập luyện thể dục thể thao sau thời gian bị chấn thương dây chằng gối, đến năm 2021, ông Nam mới quay lại tập luyện với môn thể thao chạy bộ. Ban đầu, đây chỉ là bộ môn để ông rèn luyện sức khỏe hàng ngày. Nhưng sau một thời gian, ông lại trở nên đam mê và gắn bó. Chạy bộ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông. Thực ra là chạy bộ nó có rất nhiều lợi ích. Lợi ích đầu tiên là như các bạn biết là làm cho cơ thể của mình trẻ trung, giữ gìn vóc dáng, tốt cho tim mạch, tốt cho phổi, tốt cho cả hệ xương khớp. Đối với những người không bị chấn thương thì khi mình chạy thì nó rất là tốt cho các cái hệ cơ của mình và làm cho cái cơ thể của chúng ta nó phát triển rất là cân đối.
như các bạn biết đấy, năm nay tôi 50 tuổi và tôi vẫn giữ được cái vóc dáng như một chàng trai. Bởi vì nếu như không chạy bộ mình sẽ không bao giờ có nhiều năng lượng và sức khỏe như thế này để mình tham gia sinh hoạt trong cuộc sống này. Không chỉ tập luyện để rèn luyện sức khỏe, ông Nam còn đi thi đấu các giải chạy trong nước và mang về nhiều thành tích như top 5 giải VN toàn giao thông quốc gia, giải VN Express, giải chạy Vietcombank, đặc biệt là giải nhất giải chạy Upgrade năm 2022 với 21 ngày chạy liên tục, hoàn thành 1.473 km. Nhận thấy những hiệu quả về sức khỏe và tinh thần do môn thể thao chạy bộ mang lại cho bố, con trai ông Nam cũng dần trở nên yêu thích và tập chạy cùng bố mỗi ngày. Thì sau khi một thời gian bố em tham gia thì em cảm thấy là bố em nhanh nhẹn hơn và có vẻ là trẻ hơn. Thì là mọi thứ công việc thì bố em còn làm còn khỏe hơn cả em. Em thì em không trực tiếp muốn, nhưng mà bố em lại truyền em cái động lực là nên đi chạy cùng bố. Thì là bố em có dù em chạy cùng thì một thời gian chạy thì em thấy là mình khỏe hơn và mình cũng bắt đầu là mình cũng cố gắng để mình có một cái thói quen cho mình ấy, để có một sức khỏe tốt để mình có thể hoàn thành những công việc của mình. Trước đây là tôi đã chơi một môn thể thao bóng chuyền và tôi đã bị đứt dây chằng chéo. Và sau đấy tôi phải tập hồi phục chấn thương sau một năm chống nặng đi và không bao giờ nghĩ rằng mình chạy mình trở thành một động viên bán chuyên nghiệp như ngày hôm nay. Và tôi muốn nói với các bạn rằng là cái việc chạy bộ nó làm cho mình lan tỏa những điều rất là tích cực. Và tôi là người đã làm được điều đó, từ một người đã bị chấn thương và sau đấy thì tôi đã vượt qua chính giới hạn của bản thân mình và bây giờ tôi đã trở thành những vận động viên bán chuyên nghiệp và tham gia các cái giải chạy của toàn quốc. Hơn 50 tuổi, cơ thể ông Nam vẫn săn chắc, tinh thần khỏe mạnh. Ông vẫn mong muốn sẽ lan tỏa nhiều hơn nữa phong trào thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là bộ môn chạy bộ tới với mọi người. Thưa quý vị, chạy thể thao không chỉ giúp mỗi người tăng cường sức khỏe mà còn kết nối tinh thần đồng đội, lan tỏa yêu thương. Phát huy tinh thần đó, mới đây, câu lạc bộ Runner Hưng Yên, câu lạc bộ tập hợp những người yêu thích môn chạy bộ đã tổ chức chương trình gây quỹ học bổng tặng trẻ em nghèo mang tên Bước chạy mùa xuân. Ngay từ đầu tháng 1 năm 2023, các thành viên trong câu lạc bộ Runner Hưng Yên đã cùng gặp gỡ, bàn bạc và lên ý tưởng thực hiện chương trình chạy gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo. Sau thời gian dài tập luyện, tới ngày 5 tháng 3, chương trình đã diễn ra tại Eco Park với sự tham gia của gần 100 thành viên. Với hành trình hơn 120 km, mỗi km ủng hộ 1.000 đồng, cả đội đã gây được quỹ học bổng có giá trị 10,7 triệu đồng. Và chúng tôi quyết định tổ chức chương trình chạy Bước chạy mùa xuân với mong muốn giúp đỡ một phần kinh tế cho cô chú cũng như là các em có thêm động lực trong công việc học tập. Có thể nói là cái hoạt động thiện nguyện có rất là ý nghĩa. Nó không chỉ lan tỏa về cái công tác rèn luyện thể thao ở trong câu lạc bộ nói chung và cho các cái thế hệ trẻ của cả tỉnh nói riêng. Ngoài ra thì nó còn lan tỏa đến một cái động lực ý nghĩa để cho những cái người có những cái hoàn cảnh khó khăn có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Ngày 19 tháng 3 vừa qua, quỹ học bổng từ chương trình Bước chạy mùa xuân đã được câu lạc bộ Runner trao tặng tới gia đình em Phạm Văn Thông ở xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, là một gia đình khó khăn, bố mẹ đều mắc bệnh. Thu nhập cả gia đình chỉ trông vào ruộng rau trước nhà. Thế nhưng hai anh em Thông đều học giỏi. Thông hiện đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Y Hà Nội. Học bổng mà câu lạc bộ Runner Hưng Yên trao tặng đã phần nào giúp gia đình em vơi bớt khó khăn. Tôi rất là cảm động, rất là cảm ơn tất cả, rất là trân trọng cái món quà mà các cháu đã dành riêng cho gia đình và hai em. Bước chạy mùa xuân chỉ là một trong những hoạt động của câu lạc bộ Runner Hưng Yên. Trong thời gian tới, câu lạc bộ sẽ tiếp tục có thêm những chương trình thiện nguyện, vừa là một phương án gắn kết thể thao với cộng đồng, vừa lan tỏa được tinh thần thể thao tới nhiều người trong xã hội. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí thể thao và cuộc sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.